Vâng, chào tất cả các bác nhé. Thì tối nay em que cũng như là que cái con Aquafy 303X nhé. Đây, đẹp xuất sắc nha các bác. Đẹp xuất sắc. Đây là hai cái đồng hồ vô bằng volume, đường tia đầu vào ba lăng. Đấy, còn đây là phần chỉnh bát chép control. Đấy, năng hệ thống bát chép. Bát chép đây là phần đắt giá của những dòng âm ly Aquafy, đó là Lornet 3 cấp độ quá, rất là khỏe nhé. Mạch mèo bằng gold, và đặc biệt con này là vô gozing nha các bác. Đây, vô gozing, có thể 4 cái tăng ốc bằng khè luôn. 303X là phiên bản nâng cấp rất là mạnh mẽ của đời 303, và giá con này là 43 triệu nha các bác, 43 đã bao gồm phí ship. Đây, đây là phía trên của bao gỗ đẹp khen nha các bác. Giá trên là đã bao gồm phí ship, rồi em sẽ que xung quanh rồi que bên trong để các bác ở xa mình được xem. Đối với em này thì các bác chơi thoải mái dòng bass 40 lại nha, chơi dòng loa GB tăng loa bass 40, chơi loa Nhật loa châu Âu thì quá tuyệt vời rồi. Điện áp là 100V. Tạm loa, trang bị là 200 loa các bác. Nói chung là nó y chang con 303 nhưng mà nó nâng cấp lên là khá là nhiều. Rồi sau đây em cứ que bên trong, mở rụng ra này có cùng xem. Có đánh hai cầu loa nha các bác, AB, A-B nha. Hai đồng hồ vô, vậy rất là đẹp, lên đèn là tuyệt vời. Âm thanh những dòng Aquafy thì không cần phải là diễn tả nhiều. Nó hay từ những cái model 202 các bác. 202, rồi 301, 302, 303, 303X các bác. Em này chạy 12 sò cho rất là khỏe nha. 12 sò xanh đen. Rồi sau đây em sẽ mở và mời các bác cùng đi vào bên trong của sản phẩm. Vâng, và đây em mời các bác cùng xem khi em nó ra vào gỗ, các bác sẽ thấy phần phía trên này. Rất là mới luôn nha. Chúng ta phải dùng từ vít mở nằm ốc này ra. Phía trong cái vỏ gỗ xinh này. Giá trị nha các bác. Biết tình ta chẳng thành. Thì bác nào mình có thích con và đang cần con Aquafy 303 này thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm nha các bác, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên em ship hàng tận nơi cho tất cả các bác nha. Vâng, và đây là bên trong cấu hình của con 303X, quá kiếp khủng nha các bác. Đây các bác sẽ thấy phần hai tụ lọc nguồn chính rất là lớn, và đây là 2, 4, 6, 8 tụ lọc nguồn nữa nha các bác, hỗ trợ nha các bác, hỗ trợ. Và mỗi vế nó chạy là 6 con T xanh đen. Đây mời các bác cùng xem nha. Đây, ba con xanh này. 1 2 3. Tất cả xanh đen hết nha các bác. Đây. Mỗi xanh ba đen các bác, có thấy không? Đấy, ba xanh ba đen, T. Ba xanh ba đen. Và bên đây ngược lại cũng vậy. Đấy. Ba xanh ba đen. Tất cả nguyên keo nguyên zinc 100% hết cho các bác. Đây mình xem. Đây các bác cùng xem này. Đây là phần rê. Phần chỉnh thấy không? Chỉnh đèn vẫy này, có thể bo nguồn ghê. 2, 4, 6, 8 tụ lục nguồn phụ, 2 nguồn chính. Thấy cầu chì lò xo đó, cầu chì lò xo này, các bác thấy chưa? Cầu chì lò xo còn nguyên nha. Các bác đây nè, mỗi vế đó là 3 con xanh và 3 con đen. 3 con đen, và nghịch lại là bên đây 3 con đen, 1, 2, 3 3 con xanh, mỗi bàn tổng là 12 con. Và đó phần rề chỉnh, nó có những cái volume chỉnh bia này con, rất là đẹp. Ruột gan thì cực kỳ gấu. Các bác chơi con này thì thoải mái, mình ghép như ghép loa. 303X là hết số của dòng series 3 rồi các bác. Rồi bác nào mình yêu thích con 303X này thì alo cho em chiến. Đặc biệt con này vào gozing, các bác nào sưu tầm thích vào gozing thì alo. Cái vào gỗ đó không trị giá đã 2,5 triệu rồi nha các bác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Các bác nhớ ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Âm ly Aquafy Y301 nha các bác. Cực đẹp. Nói chung là hàng đấu mạng về, các bác thấy đồ đẹp đó nha. Đạt tiêu chí các bác sưu tầm và có thể trưng bày trong phòng khách nè, hoặc là mua tặng cho ai đó, tặng ví dụ như là tặng cho người rất là yêu thích những cái này, hoặc là giám đốc hay là bố mẹ vân vân. Vừa rồi thì em cũng có rất là nhiều anh em mua tặng bố hoặc tặng giám đốc. Đấy. Những con này rất là đạt tiêu chuẩn nha các bác.
những cái núm này thì nó có cái ốc lục giác trên này, chúng ta cũng không rút được, những cái này là không có rút nha, không có lục giác thì rút có được nha. Và đây là ốc lục giác đây. Đấy. Đây là phía trên là cái phần nhận tín hiệu đầu vào này. Đấy, chúng ta ấn nha. Còn đây là low net 3 cấp độ đây, nó là ầm ở đây. À, mono scale này. À, chế độ bass chép này các bác. Hai cầu loa AB A cộng B. Để trân dòng này là mạch bằng gold, à, rất là mới nha. Con này giá 245. Với tầm tiền này các bác tìm con nào mà để đánh qua được con i3 lấy 1 thì cũng hơi khó. Thì vì chất âm của Aquafire thì ở tầm này thì con này được trang bị low net 3 cấp độ lực. Các bác chơi những loa JB Bass 30, New 4312, 441, dòng 4412A vân vân, hay là 4312 MK2 vừa nghi vừa trân bày. Thiền đẳng cấp là dây nguồn của nó nha các bác, dây nguồn theo máy luôn, rất đẹp luôn. Vỏ gỗ thì đẹp tuyệt vời rồi. 24.500 là em chiến bao gồm phí ship nha. Chiến khoản đủ đối với con này em sẽ bớt cho các bác là 300 nha. Nghĩa là cái tiền phí thu hộ em trừ phần trăm 1% ra em cho các bác luôn. Còn nếu cọc tiền là cọc 2 triệu trở lên thì phí thu hộ là 1% nha các bác. Ví dụ như là các bác cọc 2 triệu đi thì nó còn 22.500.000. Thì em sẽ tính đâu đó thì là 1% nó khoảng là 220.000 rồi đó, nhưng mà tính vào khoảng 200 đi. Nghĩa là phí thu hộ là nó phát sinh thêm 200. Còn nếu các bác chiến khoản đủ thì em sẽ bớt lại cho các 300, là còn nghĩa là 24.200.000. Là cục máy này đã bao gồm phí ship rồi. Đây, dây nguồn theo máy nha, cắm vào đây. Chạm loa AB A cộng B mới tinh. Những đặc trưng ở những dòng Aquafire thì bánh tiếng lực các bác. Từ series Y là 202 là đã phê rồi, đến đầu 3, 301 này tuyệt vời. Mạch là bằng gold, trưng bày nữa, ngắm nghía trong phòng khách rất là đẳng cấp. Rồi thì về đồ đẹp xung quanh thì nó quá tuyệt vời rồi, là đi vào bên trong luôn nha các bác. Bác nào có yêu thích con này thì alo cho em nha, giá 245. Vâng, các bác thấy đẹp phê à? Rất đẹp nha, là phần ra phần mạch âm sắc đây các bác. Đối với con i301 này công suất nó sẽ nằm phía dưới, nên các bác nhìn trên này là chỉ nhìn cái được cái độ đẹp của cái tân phô này và tụ nha. Đã đến dòng 3 thì đã chạy nguồn xuyến là các bác. Nguồn xuyến là những cái dòng âm ly lớn, họ trực trang bị nguồn xuyến nha. Đầu 2 thì nó vẫn chạy nguồn thường nha. Đây là đầu 3 chạy nguồn xuyến. 24.500.000 các bác đã có một âm ly Aquafire lượng lẫy và cũng như là chất âm nó tuyệt vời rồi. Rồi cái này thì không cần xem phía dưới, 301 là phải xem phía dưới nha các bác. Thì những cái sản phẩm này là em kiểm tra rồi, kỹ lắm, em là tiện hàng khá là kỹ nên các bác mua hàng em cũng khá là yên tâm. Và cũng làm video thì cũng que luôn cho các bác cùng xem luôn, để các bác xem mình có lý thuyết nha các bác. Nhiều bác thì cũng chưa biết nó như thế nào thì các bác xem qua video này, nếu có gần gần thì mình có đi xem mua hàng, mình có thể mình xem hàng được nó chạy cái gì cái gì. Nhiều lúc các bác cũng không phải mua ở đây, nhiều gần gần các bác có thì có thể chạy qua lấy. Còn có thích yêu những sản phẩm này thì muốn ủng hộ kênh của em thì có thể liên hệ cho em và sở hữu những cái sản phẩm mà em đã giới thiệu đây. Thì con E3 là 1 thì chúng ta xem phía dưới nha, nó chạy vẫn là 8 sò bò xanh đen lần lãi của Aquafire. Phía dưới nó sẽ có được 6 con tụ nữa các bác, trên 2 con tụ chính, dưới là 6 con tụ. Đấy, bác nào lấy alo cho em nha, 245 bao gồm phí ship. Con này mới về chiều nay với chung với con i303 thì 32.500.000. Nhưng mà ở phân khúc cái tầm tiền mà trên 20 này dưới 25 thì con này rất là đáng chơi quá, nó bánh hay. Con VB những dòng hoặc là các bác chơi tăng noi những bắt 30 á, con này tuyệt vời lắm. Đây, đấy, đây là phần công suất. Đấy, còn đa số nằm ở dưới đây. Đây là cái hai tổ chính nó nằm ở trên này, cái to to này các bác thấy đấy. Còn đây là cái phần chuyển điện này, chuyển cầu điện này. Chạy 4 cọc nhưng mà cái đây phải đưa thợ đo mình mới chuyển cầu được. Nó kiểu là chuyển điện thủ công chứ không phải là chuyển điện kiểu mà rút cái jack như những model khác. Đây, xe con tụ nhỏ này. Đây, đây là phần bo mạch này các bác. Đấy. Và phần công suất nó sẽ chạy là đó. Mỗi vế là 2 xanh 2 đen nha, 2 xanh 2 đen. Đây là những cái keo tản nhiệt này các bác, keo thoát nhiệt. Trộn vào trên những con sò này đều có. 2 xanh 2 đen cho mỗi vế. Các bác thấy trên sò này. Đấy. Mộc mạc nha. Bác nào lấy thì alo liền cho em nha. Rồi thì nói chung là nó rất là đẹp, cả zin đét hết. Giá 245, bác nào chốt thì alo cho em, ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều.
Vâng, em Chiến và đền chào tất cả các bác. Thì nay em về được một bộ hoa hậu cũng như là siêu đẹp luôn. Đó là Aquafine 200mm và 300mm. Đây là bộ rề bao, còn các bác là gọi là kéo đẩy đó các bác. Thì đặc biệt những dòng mà tích hợp rề bao thì nó sẽ chia ra cái phần rề, phần trộn âm thanh nó ở một cục, còn phần đẩy nó một cục, người nên là anh em gọi là rề bao, còn có bác gọi là kéo đẩy đấy. Tại vì những dòng này được thiết kế khủng nên là không có thể thiết kế kiểu âm ly, nên là nếu mà thiết kế chung một thành một âm ly thì bê rất là nặng. Thì bộ 200mm và 300mm nó phát triển từ cái con âm ly Aquafine i303X nha các bác, nên chất âm nó giống như nhau, nhưng mà về âm thanh thì quá hay rồi, nó 303X thì quá hay ở phân khúc trên 40. Và nó phát triển lên là bộ C200mm và 300mm thì công suất lớn hơn và nó mạnh hơn khá là nhiều so với con 303X, và trưng bày nó cũng đẹp các bác. Các bác chơi loa lớn tiếng rất là phê. Rất mới nha, rất xuất sắc luôn. Đây là dòng lớn nên là sử dụng dây nguồn rời nha các bác. Điện áp 100V. Và hình như là bộ này chạy 4 cầu á. Chúng ta có thể chuyển điện được. Hai đồng hồ vô rất là to. Rất mới nha. Bác nào sưu tầm bộ này về chơi dòng loa lớn, loa JB tăng noi hoặc là những dòng loa bass 30 40, loa cây vân vân. Nói về Aquafine thì quá tuyệt vời rồi. Đặc trưng của Aquafine nó sẽ sử dụng cho chúng ta nhiều cấp độ chơi loa nét này. Đấy. Nếu các bác chơi loa Mỹ, loa Anh Quốc thì các bác không cần sử dụng loa nét, còn nếu chơi loa Nhật, loa nặng thì mình chơi loa combo 2 là đã uy lực rồi. Đây là hoàn chỉnh bass chép này các bác. Bass chép nó chỉnh là cho bass chép cho riêng hai vế nha. Cái phần bass nó nằm phía dưới, phần chép nằm phía trên. Đây là 35, đây là volume tổng. Đây là chế độ scale mono, chuyển đường tín hiệu vào. Đây là cái gạt xuống và canh chỉnh, rất là nhiều chế độ. Các bác có thể về mò màng. Đây là phần đẩy, đấy, input. Đấy. Rất mới nha các bác. Vàng gold luôn nha. Đây là hai cái volume. AB hoặc A cộng B. Đây là chế độ chỉnh đèn vẫy, vẫy mạnh vẫy nhẹ nha. 43 triệu 500 ngàn nha các bác. Vỏ gỗ theo máy luôn, vỏ từ Nhật về luôn nha. Tuyệt đẹp luôn. Nếu các bác là mình bố trí để trên như thế này, trên dưới như thế này, hoặc là để hai bên ra đều rất là ok. Đây là dây nguồn của nó, hai cộng dây nguồn nha. Giá 43 năm, bác nào sưu tầm thì alo liền cho em Chí nhé. Thì sau đây em sẽ bê ra, nếu các bác mình để phía dài mình để hai bên, một cái rề một bên, để bao một bên, hoặc là để chồng như thế này đều đẹp nha các bác, sang trọng, nhìn rất là hầm hố. Đấy, nếu các bác có không gian thì các bác có thể để như thế này. Đấy. 43 triệu 500 ngàn, chiến khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm. Và bên em cũng có Aquafine 303X nha các bác, cũng đồng giá này luôn. Thì 303X và C200X và 300X thì chắc âm như nhau, nhưng mà về lực đánh thì rề bao nó sẽ mạnh hơn. Đây, thích chơi rất đẹp nha. Đều trang bị là 4 cầu điện nha các bác. Đều trang bị 4 cầu điện nha. Chúng ta có thể chuyển điện hiện tại là từ Nhật về điện 100V này. Các bác nếu xài 220, 240 thì chúng ta có thể vặn cái này ra và chuyển điện bình thường nha. Hay là 200 loa AB, A cộng B. Nói chung là máy đẹp, chấm hết các bác. Hiện tại để điện 100V. Rồi sau đây mời các bác cùng xem cấu hình luôn nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong. Đây là con rề phần trộn âm thanh. Các bác sẽ thấy toàn là bo mạch thôi nha. Mạch thật là những dòng tụ. Đấy. Phần rề thì nó như vậy thôi. Phần công suất đây các bác. Phần công suất là phần đẩy nha bác. Đấy. Các bác thấy nó bố trí, tại vì dòng nó khủng nên là bố trí là 4 con tụ to như cái lon bia và một cái tăng phô nằm giữa, và hai vế công suất là nằm hai bên. Đấy. Rất đẹp nha. Đây là hai phần tản nhiệt cho hai phần công suất cho hai vế. Cấu hình rất khủng, con bao thì cực kỳ nặng rồi. Có thấy 4 tụ khiếp không? Tại vì nó nguồn nó lớn nên là phải 4 tụ lớn để đủ nuôi cũng như là đẩy lượng âm thanh. Đây phần rê,
là phần trộn âm thanh, chỉnh bass check và đưa qua phần đẩy để các bác đưa ra loa và mình nghe. Thì bác nào chốt con bộ rề bao 200mic, 300mic về trong hôm nay tuyệt đẹp thì alo cho em liền nha. Hay là hai số điện thoại của em. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Chỉ thao tác đơn giản thôi, các bác có thể đăng ký giúp em.